Xin chào các bác. Vâng, tiếp tục em lại lên cho các bác một cái dòng giải mã của Onkyo. Thì đây là con giải mã X7 các bác nhé, FRX7. Con này thì em gần như là ngày nào em cũng quay, bởi vì là cứ quay con nào là khách lại chốt. Lý do chốt bởi vì là giá nó rẻ các bác, giá nó rẻ nhưng mà nhiều bác thì bảo là giá rẻ nhưng mà hàng không tốt đúng không ạ? Nhưng mà cái đấy thì là ngày xưa thôi các bác. Chứ còn với bây giờ thì giá rất rẻ, hàng rất là chất lượng. Bởi vì bây giờ giá rẻ hay không ấy, nó phụ thuộc vào cái đầu vào mình nhập các bạn. Bây giờ hiện tại là bên Nhật thì cái đồng yên nó giảm giá này, kèm theo là rất nhiều đơn vị vận chuyển từ bên Nhật về các bạn nhá, rất là nhiều đơn vị vận chuyển, giờ họ còn tranh nhau vận chuyển ấy. Thế nên là cái chi phí nó được giảm rất là nhiều, mà hàng hóa thì chất lượng vẫn như vậy, tức là chất lượng không thay đổi nhưng mà giá thành nhập vào này, giá thành vận chuyển nó rẻ hơn. Thế nên là các bác sẽ mua được với cái giá nó rẻ hơn so với ngày xưa rất là nhiều. Đấy, như ngày xưa các bác mua con này giá phải tầm khoảng là gì ạ? 1,4 triệu. Đấy, nhưng mà bây giờ các bác mua chỉ cần có bỏ ra bao nhiêu ạ? Vâng, có 1,2 triệu thôi, thậm chí có 1,050 triệu thôi. Đấy, còn như con này hôm nay em khuyến mại gọi là đầu tuần xả một con vui. Có 909 thôi các bác. Đấy, có 909 thôi. Bác nào chốt thì alo em nhá. FRX7 giải mã 24 bit ngon lành cành đào luôn. Kết nối điện thoại máy tính vô tư, cổng ra hai cổng cho các bác thoải mái cắm. Cắm đẩy, cắm vang, cắm âm ly to thoải mái. Có một cái nguồn nhạc rất là sạch đấy. Ví dụ như là chán làm giải mã rồi thì tôi lại gì ạ? Nhảy sang làm công suất được. Ghép loa vào đây ngon lành. Với những cái hàng của tàu ví dụ như là 2:1 thì chắc chắn nó sẽ không hay các bác nhá. Nhưng mà với hàng của Nhật thì kể cả 3:1 hay là 4:1 thì nó vẫn hay. Bởi vì người ta sản xuất là sản xuất theo cái tiêu chuẩn của người ta các bạn. Ví dụ như giải mã của 24 bit là đúng 24 bit không sai được. Công suất của nó bao nhiêu watt là chuẩn bấy nhiêu, không thể lệch được. Đó, nên là mình dùng những con này làm giải mã làm công suất cực kỳ hay. Đấy, con này em xả có 990.000 thôi, bác nào chốt thì nhìn tay alo nhá. Đấy, còn CD mà đây thì bỏ qua ra, tại vì những cái dòng này thì về mắt nó hao hụt rồi. Đấy, còn bác nào nếu mà cần thêm CD cứ thêm cho em 200 nhá. Nếu cần CD cứ thêm cho em 200 là có CD ngon lành. Tại vì là có CD chạy nó khác và không CD chạy nó khác các bác nhé. Đấy, con này thì em bán thuần về giải mã và công suất. Giá có 999.000 thôi. Đấy, để các bác là 990.000. Bác nào chốt thì nhanh tay alo luôn cho em nhé. Sau đây em lên bản nhạc các bác nghe thử này. Thì vừa rồi nó là một cái đoạn nhạc em mở từ trên máy tính. Còn quốc muốn nghe đường quang giải mã này, chuyển cho em về chế độ digital, ngon lành cành đào luôn.
Đấy, đây là digital, tức là giải mã 24 bit các bác nhá. Cực kỳ hay luôn các bạn. Giải mã của nó là 24 bit, thế nên tiếng nó rất là trong, nghe rất là sạch. Mình hát karaoke, mình nghe nhạc sướng. Tiền nào của ấy các bác bỏ ra những đồng tiền nó xứng đáng. Giá có 990 nữa các bác nhá. Bác nào chốt thì nhanh tay alo luôn cho em nhá. Em đóng hàng gửi hàng cho. Đây, từ sáng giờ mới có gọi là vắt vẻo tí đây các bác này. Đấy, những cái đơn mà bọc sẵn này là đơn của khách nhá. Đấy. 1 2 3 4 Rồi mà 5 6 đơn rồi. Đấy, hiện tại là sáng gọi là mở bát được 6 xưa đơn. kỷ Bác nào chốt tiếp thì em lại gửi tiếp nhá. xin lời cuối không dối gian cho mắt tình yêu cho thương đau nghe buồn thế gác vắng mưa gợi niềm chăn chiêu còn đây không gian xưa quên gót lầy bên hè phố cây lá thưa chim đã bay ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.